Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2025 sẽ có ít nhất 250 sản phẩm OCOP, trong đó 230 sản phẩm cấp tỉnh, 20 sản phẩm cấp quốc gia. Tính đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 177 sản phẩm OCOP, trong đó 9 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao, 94 sản phẩm 4 sao và 74 sản phẩm 3 sao. Thời gian qua, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn của tỉnh theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị. Với chương trình này, các sản phẩm với lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa có cơ hội phát triển theo chuỗi giá trị. Đặc biệt, các đặc sản, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch làng, xã, cộng đồng phát triển theo hướng tuần hoàn, đảm bảo hệ sinh thái. Chương trình này cũng góp phần lớn vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đã góp phần chuyển đổi sản xuất theo hướng tăng quy mô, gắn với chuỗi giá trị và chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao. Các sản phẩm được chứng nhận không ngừng cải tiến mẫu mã, từ đó thu nhập của doanh nghiệp, hộ dân đã được tăng lên. Chúng tôi nghĩ rằng là có cái sự thuận lợi về việc là hàng hóa này đang hấp dẫn thị trường trong nước cũng như là quốc tế. Thêm vào đó nữa thì lại đang được sự quan tâm rất lớn của các chính quyền các địa phương, của các bộ, ban ngành như là kết nối, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa. Không chỉ bằng hội chợ, không chỉ bằng những cái quầy hàng giới thiệu sản phẩm hàng hóa mà còn đưa vào để tổ chức những cái điểm bán hàng cố định, bền vững ở những cái hệ thống siêu thị lớn, cả những cái cửa hàng phục vụ cho khách du lịch như là cửa hàng để bán đồ lưu niệm, các cửa hàng bán hộp đồ đặc sản ở các vùng miền. Hệ thống của các cơ quan quản lý nhà nước cũng phải thành lập ra những cái điểm bán hàng này và quảng bá mạnh. 3 năm trở lại đây thì nhìn chung mà nói là đã được cấp ủy và chính quyền địa phương rất là quan tâm, chú trọng cái việc định hướng để có cái phát triển cái sản phẩm OCOP. Đối với Lạc Dương thì nó một cái thuận, tức là gần như những cái sản phẩm đặc thù ở đối với vùng mà lạnh ôn đới này thôi. Thì trong đó thì bước đầu thì cũng đã tạo điều kiện được cho nhiều hội viên nông dân tham gia trong các cái chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, và đặc biệt là sau khi nâng lên thành các cái sản phẩm OCOP thì nó gia tăng cái giá trị, nó sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho người dân trong cái việc mà sản xuất và nâng cao cái đời sống thu nhập. Để việc xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững, Lâm Đồng đặc biệt chú trọng công tác quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại. Những năm gần đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương đã phối hợp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nhất là sản phẩm OCOP. Hàng năm, Sở Công Thương phối hợp với Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại nông sản đặc trưng, chủ lực hỗ trợ các doanh nghiệp đưa các sản phẩm đặc sản của tỉnh tham gia hội chợ thương mại tại những thị trường lớn ở trong nước và nước ngoài. Những sản phẩm của mình là đem đến cho sức khỏe cho cộng đồng. Thứ nhất là ví dụ như là cây bồ công anh thì có nghĩa là sẽ chữa trị được những cái bệnh mà tiền của ung thư, rồi là những cái sản phẩm mà mình giải rượu, còn nếu mà trà tía tô thì đắp mặt và mình uống cho ấy cho nó thông giọng này, rồi trà gừng thì mình làm cho sự ấm cơ thể. Là trong sản phẩm của đó thì nó làm cho đem đến sức khỏe con người, là có nghĩa là mình không dùng thuốc thuốc trừ sâu. Tỉnh Lâm Đồng mà ví dụ như tổ chức những cái thương mại thì mình có sẽ là đi xúc tiến và giới thiệu cái sản phẩm của địa phương cùng với sản phẩm của mình nữa, thì thêm OCOP là mình sẽ xúc tiến những cái cà phê, rồi là những cái sản phẩm gì mà của huyện làm là mình đi xúc tiến hết và đi xây dựng cho huyện. Nói chung Đà Lạt mà có những cái hội chợ như thế nào là phường 12 đều đưa tôi lên hết và tôi tham gia toàn bộ các hội chợ đó, tất cả các hội chợ của tỉnh hay là của các tỉnh tôi đều tham gia hết. Và hiện tại bây giờ tôi đang gia nhập cái câu lạc bộ hợp tác làm giàu, thì trong đó các anh em nương tựa giúp đỡ nhau, thì cái ASO tôi hy vọng rằng càng ngày sản phẩm ASO càng được thôi. Hiện tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức liên kết sản xuất, trọng tâm là thực hiện phát triển các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ, đẩy mạnh phát triển thương hiệu sản phẩm, thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, và thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Trước mắt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và chế biến các sản phẩm OCOP theo hướng chuyên sâu, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích canh tác lên gấp nhiều lần so với trước. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo, chương trình OCOP tiếp tục được tỉnh đẩy mạnh với nhiều chính sách kích cầu đầu tư, hỗ trợ nguồn vốn, cơ sở hạ tầng đặc thù theo từng địa phương cụ thể. Ngoài ra, ở góc độ địa phương cũng có những cơ chế riêng để hỗ trợ người dân phát huy giá trị những cây trồng chủ lực. Tới đây, tỉnh Lâm Đồng sẽ đẩy mạnh sản xuất hơn nữa các sản phẩm có tiềm năng, được xem là lợi thế của địa phương và động viên người dân, doanh nghiệp kết nối thành chuỗi nhằm tạo nên sản phẩm đủ tiêu chuẩn công nhận OCOP. Kết hợp phát triển mô hình du lịch canh nông để phát triển kinh tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đang khẩn trương hoàn thiện đề án phát triển nông nghiệp theo hướng đa lĩnh vực, đa ngành và du lịch gắn với nông nghiệp.
Thank you.